thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai? Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai chờ? Vâng, thưa quý vị, chương trình I Love Vô Xả đã đến với quý vị một lần nữa trên làn sóng của VNATV 57.3. Và mỗi sáng thứ bảy quý vị nhớ đón nghe trước khi bước ra khỏi nhà, quý vị đừng có quên coi chương trình I Love Bossa. Và good morning anh Dũng. Good morning quý vị và I Love Bossa. Vâng thưa quý vị, mọi người ngồi chính giữa với mái tóc huyền rất là đẹp. Và lâu lắm rồi thì bác sĩ mới trở lại chương trình I Love Bossa. Ngày xưa thì bác sĩ Dự Thoa có làm chung chương trình Máy Ấm Gia Đình. Bác sĩ nhớ không? Cũng lâu lắm rồi. Thì thưa quý vị, hôm nay Thanh Hương mời lại bác sĩ Dự Thoa hôm nay với một cái gọi là một cái chi tiết, một cái information rất là có ích cho cộng đồng mà nhất là cho những quý vị nào mà lớn tuổi muốn vào Citizen. Thì trước khi chúng ta bước vào chương trình đó thì chương trình I Love Bossa xin cảm ơn sự bảo trợ của công ty Pingo Solar. Quý vị nào mà thấy tiền điện của mình cao thực là cao mà nói phải sao phải trả tiền điện mỗi ngày thì quý vị nhớ gọi cho Pingo Solar để zero cái hóa đơn tiền điện của mình luôn, tức là zero như quý vị chứ không phải trả một đồng cắt nào hết. Và cảm ơn công ty Á Đông Cargo đã gửi hàng đi về từ miền Bắc Cali và về Nam Cali miễn phí cho tới 15 tay thôi. Quý vị nhớ nhanh chân lên với số điện thoại trên màn ảnh. Và có một cái chương trình du lịch tâm linh cho quý vị nào mà muốn thư giãn, muốn ra khỏi những cái nhức đầu, những cái chuyện ở trên Bossa. Quý vị yêu Bossa nhiều quá, quý vị đi du lịch tâm linh chỉ có 3 ngày thôi với giá rất là đặc biệt 350, thì quý vị gọi số điện thoại trên màn ảnh. Và bây giờ thì chúng tôi trở lại với bác sĩ Diệu Thoa. Thì thưa bác sĩ, nghe nói là nhưng mà trước hết mà muốn nói chuyện với bác sĩ Thoa, hỏi bác quên mất hỏi bác sĩ sao yêu Bossa, tại sao yêu Bossa, why do you love Bossa, tại sao hồi sinh để yêu Bossa, nhức đầu nói những chơi vậy chứ thật sự chúng tôi yêu Bossa là tại vì đó là cái một nơi mà tập trung rất nhiều người Việt của chúng ta. Thì không thể nào, mặc dù chúng ta ở đất nước này bao lâu, chúng cái nguồn cội của chúng ta cũng vẫn là nguồn cội của người Việt. Mặc dù chúng ta là công dân Mỹ, và Bossa đó, cái mà tôi thích nhất là những cái tiện lợi, những cái tiện nghi. Nhất là thức ăn. Thức ăn Việt Nam thì khỏi kể rồi. Và tôi cũng vẫn hay nói cái câu là bây giờ mà cho tôi ở một cái tiểu bang khác, mà cho tôi ở một lâu đài lộng lẫy xa hoa lung linh lấp lánh cũng không bằng cho tôi ở cái mobile home hoặc là một cái căn phòng thôi. Wow. Ở đây tôi sao đi Bossa quá trời luôn. Là tại vì cái thứ nhất là cái thức ăn, cái trái cây Việt Nam chúng ta thấy bây giờ không thiếu gì hết. Rồi cái phong tục tập quán của chúng ta thì rất là gần gũi, khỏi cần về Việt Nam. Mà hay cái nữa là bác sĩ không cần phải nói tiếng Mỹ. Đúng rồi. Vô là nói tiếng Việt, ai cũng nói tiếng Việt. Nhiều khi Mỹ phải học tiếng Việt để vô Bossa. Đúng rồi. Vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn những cái lời chia sẻ của bác sĩ. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi là hôm nay bác sĩ lên đài chương trình I Love Bossa, bác sĩ có một cái chi tiết rất là quan trọng và gửi đến cho các bác ở nhà hay các quý vị ở nhà, thì xin bác sĩ cho biết thêm về cái chương trình đó. Vâng, vâng. Thì như Thanh Hương và anh Dũng cũng biết đó là văn phòng bác sĩ trị liệu tâm lý của chúng tôi thì hiện giờ tại vì chúng tôi không có làm việc nhiều nữa, thành ra chúng tôi chỉ tập trung giúp đỡ cho cộng đồng về cái việc mà cho những người, nhất là phần đông các cụ già đó, cần vào quốc tịch nhưng không học được tiếng Anh, hoặc và không học được những cái bài để mà trả lời bài thi để mà trở vô quốc tịch đó. Và cũng có một điều nữa là quý vị nên biết á, mặc dù bây giờ có rất nhiều người họ học tủ, tức là họ học 100 câu, học đề học tủ đó. Chắc hồi đó Thanh Hương đi học cũng vậy ha, mình cũng mới biết được cái câu tủ ở đề. Nhưng khi mà họ trả lời được rồi đó, trong cái đó thì những cái nhân viên ở cơ sở di trú đó nói tiếng Anh với họ, bảo là ví dụ please stand up and raise your right hand. Xin hãy đứng dậy và đưa tay phải lên để mà thề. Thì họ không kịp phản ứng. Có thể là họ biết nhưng mà họ nghe không rõ, hay họ không kịp phản ứng. Họ không phản ứng thì họ bị đánh rớt. Thành ra chúng ta nên biết rằng là vấn đề không phải là chỉ học thuộc lòng đề tủ, đề thôi, mà chúng ta phải biết tiếng Anh nữa. Và chúng tôi có cái phục vụ là như thế này. Chúng tôi sẽ khảo sát
sẽ khám bệnh và xem là quý vị có một cái vấn đề gì đó không ảnh hưởng tới cái trí nhớ của mình mà mình không học được tiếng Anh và không học được cái bài học để mà thi vô quốc tịch. Thì thật sự ra đó không phải là chỉ những người già không, mà chúng tôi, văn phòng chúng tôi đã làm việc và chứng nhận cho những người trẻ nhất đó mà chúng tôi đã làm mà được miễn thi đó là 37 tuổi. Thì cái vấn đề tại sao cái cô này thật sự ra vẫn còn đi làm, vẫn còn lái xe, là tại vì nhiều khi đó chúng mình cứ nghe cái tin đồn, quý vị trong cộng đồng, nhất là các bác lớn tuổi đó, các vị cao niên, cứ nghe đồn rồi cứ nói là ủa sao nghe nói là phải 65 tuổi mới được thi tiếng Việt. Tôi nói dạ thưa không, 65 tuổi mới được thi tiếng Việt với điều kiện là quý vị ở nước Mỹ 15 năm trở lên. Nhưng mà bây giờ nếu quý vị đã đạt cái tiêu chuẩn để mà nộp đơn xin thi quốc tịch, thì chúng tôi, nếu chúng tôi khám quý vị mà quý vị có vấn đề gì về tâm lý ảnh hưởng tới trí nhớ của quý vị, thì là quý vị không cần phải thi luôn, chứ không phải là thi tiếng Việt. Tức là mình không cần thi luôn, không cần tiếng Việt, không cần gì hết. Tức là như đều phải đi tới bác sĩ để bác sĩ chuẩn cái định đó là coi như mình cái trí nhớ của mình không có còn sáng suốt. Tức là mình không cần interview luôn hả bác sĩ? Không phải interview, nhưng mà không trả bài và không nói tiếng Anh. Họ không hỏi mình tiếng Anh, tức họ không bắt mình phải viết một câu tiếng Anh. Thì khi bác sĩ đi, vậy bác sĩ đi với người đó lên cái sở đó hay là chỉ có giấy tờ để cái người đang ta nộp lên đó đang cầm theo lên trên sở di trú? Thì như thế này, chúng tôi đề nghị và chúng tôi gọi là highly recommended đó, là mạnh mẽ đề nghị là quý vị nên nhờ một người chuyên về thông dịch cho di trú. Thì chúng tôi cũng có một vài cơ quan đã làm việc với chúng tôi mà làm việc rất là tốt, tức là họ rất tận tâm và họ làm việc rất có kết quả, thì họ sẽ đưa cái người đó đi thi và họ sẽ lên họ thông dịch luôn. Tại vì họ đã biết những cái thủ tục. Nhưng thì cái chương trình này nó có lâu chưa bác sĩ, hay là nó là một chương trình mới bắt đầu mà cái đạo luật nó mới ra thì? Dạ không, cái chương trình này có lâu rồi, nhưng mà chúng tôi bây giờ làm nhiều hơn là tại vì bây giờ thật sự là chúng tôi không làm việc cho nhà nước nữa, chúng tôi đã về hưu sớm. Thành ra chúng tôi mở tiếp tục văn phòng riêng. Thì lúc trước lâu lắm rồi chúng tôi có làm, nhưng mà không làm nhiều như lúc trước tại vì chúng tôi phải đi làm cho nhà nước đó. Rồi bây giờ thì chúng tôi có thời giờ, nhưng mà nói thật sự có thời giờ thì chúng tôi cũng chỉ làm một tuần một ngày thôi. Nhưng mà sau này nếu nhu cầu của cộng đồng nhiều hơn thì chúng tôi sẽ mở cửa thêm 2 ngày hoặc 3 ngày. Như vậy tuổi là không có thành vấn đề thưa không bác sĩ? Không thành vấn đề, vâng. Vấn đề chính là có bệnh. Và cái thứ hai nữa đó là xin chia sẻ với cộng đồng biết là không phải là phải giống như bữa Thanh Hương hỏi, ồ nếu vậy là chắc phải khu là phải điên rồ rồi, nếu là khùng nặng lắm rồi. Thì chúng tôi xin thưa là không phải. Tức là quý vị vẫn có quyền đi làm, quý vị vẫn có quyền lái xe, chứ không phải là ai cũng nói chết bác sĩ mà chứng bệnh là tôi không được lái xe nữa, tôi không được đi làm nữa. Không phải như vậy. Là tại sao? Là tại vì có rất nhiều loại trí nhớ mà chúng tôi từ cái kinh nghiệm từ những người họ đi thi, rồi họ bị những cái người nhân viên ở INS đó hỏi họ và cũng hỏi chúng tôi là về hỏi bác sĩ tại sao quý vị bảo là học không được tiếng Anh, học không được lịch sử Hoa Kỳ mà tại sao quý vị lại vẫn đi làm được, vẫn lái xe được. Thì chúng tôi những lần sau đó chứng nhận cho bệnh nhân, chúng tôi đều đánh máy thêm một trang nói là có nhiều loại memory, có nhiều loại trí nhớ, có nhiều loại trí nhớ. Dạ vâng. Thì bây giờ mình nói chính á, tức là cái lúc trước Thanh Hương hỏi là short term và long term, tức là trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Ví dụ trí nhớ ngắn hạn, Thanh Hương nói là Thanh Hương tên Thanh Hương lần đầu tiên mới giới thiệu với tôi. Thì nếu như mà tôi 2 phút sau tôi nhớ quên lại mất, tôi nói Thanh Hương tên là Thanh Hương thì tôi nhớ, tại vì cái đó là short term. Nhưng mà chừng mấy ngày sau hay mấy tháng sau gặp lại Thanh Hương mà tôi không nhớ thì cái đó là nó không có vô cái long term, tức là trí nhớ dài hạn. Tôi không nhớ. Mà thường thường cái tiếng Anh và những bài lịch sử Hoa Kỳ là cần cái long term. Tức là mình nghe qua rồi thì mình nhớ lại, mình nói lại cái đó là short term. Nhưng mà biểu mình nhớ lại rồi mấy tháng sau hoặc năm sau mà mình trả bài lại, cái đó là long term, là mình phải vô đó. Thì chúng tôi có cắt nghĩa như thế này: những người mà họ không học được tiếng Anh và họ không học được lịch sử Hoa Kỳ, là tại vì á, nó cái gọi là có hai cái loại mà long term memory, actually là ba đó. Một cái là verbal, mình nghe verbal là mình biết rồi, là nói tiếng nói ra nhá. Rồi một cái là declarative thì nó cũng thuộc về verbal, tức là nói
ví dụ Thanh Hương nói mà mình nghe thì nó gọi là receptive, tức là mình nhận, còn cái declarative là mình nói ra, mình phát biểu ra, đó thì là hai cái loại đó nó bị suy giảm. Và cái loại thứ ba nó lại gọi là working memory, tức là cái trí nhớ không phải là để làm việc. Mình nghe working mình tưởng làm việc, nhưng thật ra working memory là cái gì? Là cái trí nhớ để mà quý vị muốn nhớ một cái chi tiết gì đó. Ví dụ như hôm nay Thanh Hương nói là bác sĩ hôm nay có cái hạn trên đài truyền hình mấy giờ vậy đó, thì cái chi tiết đó tôi phải nhớ vô. Thì để nhớ lại cái chi tiết đó tôi cần phải có cái working memory. Hoặc là học lịch sử, nếu muốn học lịch sử thì cũng phải học những cái dữ kiện, những cái chi tiết, event, nó vào cái working memory, nó phải vô cái working memory thì nó store, nó store. Bởi vậy Tuấn Dũng lúc mà đi học toàn ăn đi không, mà tại vì những cái memory nó không có nào work hết, tại history rồi. Toàn là đi mới ép không à. Cứ vô lớp cứ nhớ tới những cô mà gái đẹp ở trong cái đó, long term memory. Cái đó long term hay short term bác sĩ? Cái đó là long term. Long term memory. Hình ảnh cô ra sao nhớ dữ lắm, nhưng mà những chi tiết bài học thì không nhớ. Thưa bác sĩ, tí nữa chúng ta sẽ trở lại sau phần những cơ sở bảo trợ cho chương trình. Thì những quý vị nào mà là lính cọ lính ngày xưa, hoặc là qua đây với một cái gọi là bị cái shock đó, thì xin quý vị đừng rời chương trình. Bác sĩ Diệu Thoa sẽ trở lại cho quý vị biết thêm chi tiết làm sao chúng ta có thể không cần phải đi thi mà vẫn được vào công dân Mỹ. Thì xin quý vị đừng rời chương trình I Love Bố Sáng. Quý vị yêu Bố Sáng, quý vị phải yêu chương trình I Love Bố Sáng. Quý vị đừng rời chương trình, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin cảm ơn quý vị.